Covid tập gì đó dẹp luôn rồi đúng không? Nhà có mấy căn ở đường số? Có mấy căn biệt thự. Nhưng nhiêu anh? Dạ. Hiện tại là mình có mấy món chị? Xíu mại, bánh mì thịt, bánh mì cá, bánh mì trứng. Xíu mại nè, rồi bánh mì thịt nè, bánh mì cá nè, bánh mì trứng nè. Như là một ổ là bao nhiêu chị hả? Dạ, đặc biệt 20, còn bình thường là 15. À, đặc biệt là 20, còn bình thường là 15. Đi lấy cái gì? Rồi, bán bánh mì thôi mà có được mấy cái miệng thự. Còn mà nấu mà bán cái khác nữa thôi, khỏi lo. Bán cái gì trời? Bán cái khác là bán cái gì? Hả? Bán cái khác là bán cái gì? Thì bán đủ thứ á. Bán cái khác là bán cái gì? Ờ, cái này là ổ xíu mại hả? Ổ xíu mại 15. Xíu mại là 15 hả? Không, xíu mại á 20, nhưng mà tại vì anh này anh ăn 15. Dạ. Khách ăn 15 thành ra bán 15. Dạ, là khách ăn 15 là mình bán 15 thôi. Dạ. Nếu khách ăn sao là mình làm vậy. Dạ. Nhiều khách luôn. Bánh mì thịt có gì độc lạ? Rồi đúng rồi, có bánh gì mì thịt có gì độc lạ đó? Hai chửi à? Hai chửi. Bánh mì đáng mà nói chuyện từ 1 giờ trưa tới 5 giờ chiều. Trời ơi. Bán được 10 ổ. À, cái đây làm tiếp ổ tiếp theo này cho khách này cô chú anh chị. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị ha? 2 giờ đến hết giờ nào là dẹp giờ đấy. À, 2 giờ đến giờ nào là dẹp giờ đấy đúng không? Hết giờ nào là dẹp giờ đấy. Bánh mì trứng ốp la là cũng 15 20 hả? 15. 15. Có ăn thêm gì nữa thì 20. Dạ. Ăn thêm thịt ha, ăn thêm xíu mại thì 20. À, em xin cái ghế anh bay cỡ nhà đừng có ngồi xuống nha. Dạ, dạ. Để mấy công. Dễ tìm lắm, chỗ chế tài luôn nè, chỗ chị. Nhưng mà thường là chị bán bánh mì là kèm theo phá lấu của chị. Ăn phá lấu thì ăn bánh mì không? Dạ, bánh mì không là... Bánh mì lúc nào cũng nóng hổi hết. Dạ, bánh mì lúc nào cũng nóng hổi hết. Mấy có vừa thổi vừa ăn không? Có vừa thổi vừa ăn. Rồi, vừa thổi vừa ăn. Ở sẵn tiện đây chia sẻ đến quý của chú anh chị và các bạn luôn. Có đang làm bánh mì trứng. Ủa, khách đâu? Làm cho khách. Ờ, khách kia hả? Không, ý là ta kêu mình đem lại á. À, cái đây là chị làm là kêu là đem lại hả? Cô xíu mại đi. Đó, còn ai kia nè, đó, chế tài đó. Chế tài bay đó, à. Đó, đập đó. Chế tài á. Hai bữa nữa qua coi đám cưới chế tài. Hai bữa nữa là có đám cưới chế tài hả? Đúng rồi, buổi chiều. Quá chị. Hai bữa nữa em lên xe cô dâu. Hai bữa nữa là chế tài đám cưới nha cô chú anh chị, chuẩn bị đón những clip. Đúng. Mặc đồ em không mặc đồ sorry. À, đón xem clip đó nha. Hai thứ năm qua đi về quay chế tài ôm bông đi. Dạ, chế tài ôm bông đi hả? Còn người có anh có ôm sao không ôm anh nào mà phải ôm bông? Ôm bông đưa cho người ta đưa cho chế tài bông rồi chế tài ôm. À, vậy hả? Trai đưa hả? Trai đưa bông rồi chế tài ôm. Đó, xe bánh mì nhỏ nhỏ tinh tinh đó của chị đó. Đó, đây là làm bánh mì trả thịt cho chị gái phía trước nè. Party. Rồi. Thịt. Thì 15k thôi. 15k. Đơn giản. Ăn xỉu luôn. Ăn xỉu luôn. Trời ơi đó, đúng là ăn xỉu luôn à. Thịt nguội. Giống như là cá, như là cá hộp đó là cũng bao nhiêu chị? Cá hộp á tại vì chị bán một lần á là một hộp thành ra là 20. Dạ, một lần một hộp luôn là 20. Một hộp luôn. Chứ có bán giống như người ta chiếc ra chiếc vô mất công quá. Dạ. Đó, trời ơi ăn xỉu luôn á nha. Nói trước. Bánh mì ăn xỉu luôn á, bỏ đồ chua. Rau. Chị bỏ thịt trước á, rồi xong rồi mới bỏ rau nha. Trời ơi, 15k ổ bánh mì á. Nhấp chàng đi. Ớt không vào ơi? Vào ớt không? Ớt không chị? Chị ơi, ớt không? Đầy đủ.
nếu có gì đi ngang qua mua phá lấu chế tài thì ghé ủng hộ bánh mì của chị luôn à, hoặc là không ăn phá lấu thì mình ăn bánh mì ủng hộ chị nha, chị rất là dễ thương. Cái bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cũng được. Về đem qua luôn hả? Tại chồng mất qua... nha tại. Chồng mày. Chồng á. Chồng hả? Tại nó có chồng nhiều. Chồng anh Tài hả? Trời ơi. Nè lát ở đây đứng đây dòm xuống nữa nè. Có đứa hả? Trời ơi. Lát nó trên đó mà lén lén đứng giờ. Lén lén à, lén lén đứng trên này nhìn qua chế tài cái gì? Ờ chồng nó đó. Lát nó chỉ ra. Dạ. Rồi phải canh mới được. Chuẩn bị chắc đừng xuống rồi. Chuẩn bị gì xuống đúng không? Bánh mì. Chỉ cần có ông có lấu. Lấu luôn anh. Hấp dẫn lắm, thấy chị làm rất là khéo tay, vui vẻ nữa. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho cô chú chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua mình ghé mình ủng hộ chị, ủa bánh mì buổi sáng chị đâu có bán đâu? Bán buổi chiều. Chị bán buổi chiều thôi. Bánh mì là bán buổi chiều thôi. Tại vì buổi sáng ở đây cho người ta thuê lâu lắm rồi, người ta thuê mười mấy năm rồi. Dạ. Buổi sáng ở đây nó là chợ đông lắm. Dạ. À trong này đường buổi sáng chợ đường Nguyễn Trực nó đông quá chị hả? Mì. 15 luôn hả chị? 15. Trời ơi, nhiều cái vậy. Trời bất ngờ luôn, ổ bánh mì khó tìm ở đâu, ổ bánh mì 15k mà ngon như thế. Bán là giấy trắng rồi. Để trắng rồi ngoài. Đó bán cái mấy ổ bánh mì thôi mà tiền cả cọc có nhìn thấy không? Nên tiền lẻ để thôi. Ờ, xe bánh mì của chị thấy đơn giản thôi, bình dân, bánh mì, thịt xá xíu, ốc la. Đã đủ video biết. À, đặc biệt là bánh mì xứ mại nha cả nhà. Đặc biệt là bánh mì xứ mại đúng không? Cái này không luôn. À. Không bao giờ có thịt nhiều. Không bao giờ có trứng cút, không bao giờ có thịt nhiều. Bánh mì, vỏ bánh mì. Vậy thấy chứ không nói gì luôn. Cái thật mà. À. Biết làm sao không? Nó gần theo chồng rồi, kệ nhịn nó đi. Trời, nhịn phải không chị? À, nhịn nó đi để nó còn... Theo chồng, trời ơi, nói chung 15k một ổ bánh mì á. Không, cái này 20. 20 hả chị? Dạ. 20k ổ bánh mì. Tại vì nó còn đẻ em bé đồ nữa, thôi kệ nhịn nó. Dạ. Ớt không? Trang nước sốt hả? Trang nước cơm. Bỏ vô bịch. Rồi, cái đây là mình cứ luộc lại, mình luộc không. Lại hầm với nước dừa. À, kìa với nước dừa. À mình cái này mình khi với nước dừa. Mềm luôn dạ. Dạ. Mềm mà bịu luôn. Dạ. Chứ không phải là luộc. Về luôn ha, đi quay dạ. Hả? Về luôn hả? Dạ. À, tối có đi đâu nữa không? Dạ không. Chạy xa. À chạy xa. Dạ, chạy về giờ. Qua hình như hôm qua kêu ông Hiệp mới ghé đây nè. Dạ. Đó. Hiệp quay lẹ lắm. Dạ. Đó, bánh mì 15k nha. Rồi. Cuộc sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Nếu mà có dịp mình đi ngang qua thì mình ghé mình mua phá lấu của chế tài hoặc là mình ăn bánh mì á vào mỗi buổi chiều á thì mình có thể là ghé chỗ chị Thí nè, ủng hộ chị nha. Cô chú anh chị và các bạn. Phường 5 quận 8. Đó. Xe bánh mì bán bánh mì sơ sơ thôi nhưng mà tới mấy cái biệt thự lận. Có chồng chị hả? Ông xã. Ủa dạ trời.
Đó, thấy chưa? Bánh mì đơn giản thôi. Sơ sơ thôi. À, đó là làm cho khách đó, chị thấy. Dạ. Nói với thằng này gặp nó có chửi lộn nữa nè. Này. Đó. Vậy hả? Đó, thấy chưa? Ai ăn quá hả? Kia thì phải ghẹo lắm.